Con chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Anh Duy. Con học lớp 3 trường tiểu học. Con học lớp 3C trường tiểu học lớp học B. Con ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Dự án của con gồm có 32 nhân vật. Có 10 nhân vật phép nhân và 7 nhân vật phép chia. Và có 3 phần. Hai nhân vật chính là Freddy và Foxy. Và khi mà bấm vào bảng nhân thì nó sẽ hiện các nhân vật bảng nhân. Khi chúng ta trả lời đúng thì nó sẽ hiện chữ yes sir. Khi chúng ta trả lời sai sai chúng ta sẽ hiện chữ sai rồi. Khi chúng ta trả lời đúng nó sẽ hiện chữ yes sir. Rồi. Và mình xin lỗi các bạn, ở đây là nó có một cái lỗi. Và khi bấm vào nhân vật phép khi bấm vào bước chia nó sẽ hiện các nhân vật phép chia. Khi bấm vào phần thử thách nó sẽ có hai nhân vật thử khi chúng ta trả lời đúng nó sẽ hiện chữ yes. Và mình chưa kịp thiết kế nhân vật phần chiến thắng và mình có một cái lỗi là khi mà trả lời đúng thì nó không phát cái âm thanh thì nó không phát cái âm thanh win. Con cảm ơn cô và các bạn đã nghe phần thuyết trình của con. Rồi cảm ơn phần thuyết trình của anh Duy rất là ngắn gọn và đầy đủ. Anh Duy bấm vào phần âm thanh này cho cô xem nào. Anh Duy vẫn chưa biết là tại sao mình lại không có phần âm thanh à? Đây con, cô có thấy phần âm thanh con lách ở nhân vật này đâu con? Nếu mà không có thì nó sẽ không phát được nhá. Bây giờ con chỉ việc thêm âm thanh vào đây thì là nó sẽ phát được âm thanh nhá. Rồi cô mời Hữu Định nè, cô mời Hữu Định nhận xét cho cô cái phần thuyết trình của anh Duy nè. Anh Duy ơi, đừng 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 tắt xe, đã xong đâu, đã xong đâu. Hữu Định thấy dự án của bạn có cái gì cần phải chỉnh sửa không? Con gõ chứ con lách con. Ồ sao? Hữu Định thấy dự án của bạn như thế nào nhỉ? Các chức năng có hoạt động tốt không? Các nhân vật có sáng tạo không? Có cái phần gì mà cần phải thay đổi hay là chỉnh sửa thêm không? Hay là thấy dự án của bạn tốt rồi? Hay là dự án của bạn chưa tốt? Con không biết cơ. Úi, Chắc là úi, sao lại không biết là như nào? Theo con thấy thì là như nào? Bạn làm được chưa? làm được rồi cô. Ừ, có gì cần phải sửa không? Ừ, Không. thế con thích nhân vật nào trong dự án của bạn? Con thích hai cái con này nè cô. À rồi, thích hai cái nhân vật này đúng không? Rồi, cô nhớ là cô đã hướng dẫn anh Duy để mình tách cái hình nền của nhân vật này ra rồi không bà con nhỉ? Con muốn nhân vật nào có âm thanh gì thì con sẽ phải vào phần âm thanh và con thêm cái âm thanh đó nhá. Hiện nay ở đây là đang đang phát âm thanh con lách và âm thanh lót này. Thì con sẽ phải thêm âm thanh vào cho hai cái nhân vật này thì nó mới phát được âm thanh nhá, anh Duy nhá. Rồi cô nhận xét phần thuyết trình của anh Duy. Thứ nhất là về cái phần nói thì cô thấy con nói rõ ràng, đầy đủ và nói rất là dễ hiểu cái dự án của mình. Tổng là có bao nhiêu nhân vật và trong đó thì có bao nhiêu nhân vật phép tính và ngoài ra là những cái nhân vật gì. Nói như vậy thì người xem người ta sẽ rất dễ là theo dõi cái dự án của mình thay vì mình kể là dự án của tôi có 7 nhân 1, 7 nhân 2, 7 nhân 3 trong khi đó là 7 nhân 10 nó cũng tương tự như thế thì mình sẽ giới thiệu luôn là các phép tính trong bảng nhân, các phép tính ở trong bảng chia. Và tuy là trong cái đợt học cái dự án này thì anh Duy nghỉ một số buổi do là sức khỏe của mình không đảm bảo. Tuy nhiên là con cũng đã rất là cố gắng hoàn thiện cái dự án này. Các phép tính con làm tốt.
Phần thử thách, con cũng có cái ý tưởng sáng tạo cho dự án của mình. Tuy nhiên là cũng hơi tiếc là do mình chưa đủ thời gian nên là cái phần thử thách này của mình nó còn một số cái lỗi nhỏ và nó chưa được có cái hiệu ứng đẹp như là mình mong muốn. Thì về nhà anh Duy vẫn hoàn toàn có thể là mình sáng tạo thêm và mình chỉnh sửa lại để cho cái dự án của mình nó thú vị hơn. Nhá, anh Duy nhá. Cô thấy con cũng rất là cố gắng và cái dự án này của con cũng có cái sự sáng tạo rồi. À, con kết thúc phần thuyết trình của mình nào. Ôi chào cô và Ừ, các bạn đã rồi, lắng nghe phần thuyết trình của con ạ. ok. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của anh Duy. Ủa.